Có lẽ trong lịch sử truy nã tội phạm của công an tỉnh Lào Cai, người rừng Ma Xeo Chứ trở thành một cái tên đặc biệt nhất và chuyên án kéo dài tới 12 năm này, được coi là kỳ án xuyên thế kỷ. Ngoát 10 năm đã trôi qua, giờ đây, liên quan đến cái tên Ma Xeo Chứ đang thụ lý bản án chung thân vì tội giết người cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng. Thế nhưng, chặng đường lẩn trốn hơn 20 năm trong rừng sâu, vách đá treo leo của Ma Xeo Chứ vẫn khiến nhiều người khó tin, cho rằng nhân vật người rừng chỉ là sự tưởng tượng. Kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi chuyên án xuyên thế kỷ này. Ma Xeo Chứ, sinh năm 1954, là người dân tộc Mông, sống tại bản Phìn Chư 1, xã Nàn Xín, huyện Bắc Hà, tỉnh miền núi Lào Cai. Tuy sinh ra trong một gia đình đông con và lại là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng vốn thông minh sáng dạ, Chứ được cha mẹ cho ăn học đầy đủ. Chính vì vậy mà khi lớn lên, Chứ trở thành một trong những người biết nhiều chữ nhất bản làng. Giữa núi rừng Bạt Ngàn, Chứ thuộc rừng như lòng bàn tay, leo núi, săn thú giỏi vào bậc nhất trong vùng. Năm 1976, khi Chứ tròn 22 tuổi đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đi bộ đội. Sau 5 năm quân ngũ, là một trong số ít người được học nhiều, lại đi bộ đội nên vừa trở về quê hương, Chứ đã được mời làm phó chủ tịch xã Nàn Xín, huyện Bắc Hà. Chứ đã thể hiện được nhiều tư chất của một người cán bộ có tài, có trách nhiệm với công việc, trở thành một tấm gương điển hình của bà con dân bản. Năm 1985, lãnh đạo huyện Bắc Hà thời điểm đó đã muốn đào tạo Chứ thành một cán bộ nguồn để gây dựng cơ sở tại địa phương, được cơ cấu lên chức chủ tịch xã để có nhiều cơ hội cống hiến cho nhân dân, chính quyền. Tuy được sự ủng hộ của lãnh đạo huyện cũng như sự mong mỏi của đồng bào ở xã, nhưng Chứ đã từ chối vị trí chủ tịch xã. Chứ nói với mọi người rằng mình được quân đội đào tạo nên chỉ muốn làm công việc nào liên quan đến quân sự. Thỏa theo ý nguyện đó, Chứ đã được nhận chức xã đội trưởng Nàn Xín và trở thành một trong những người xã đội trưởng có tài bậc nhất của huyện Bắc Hà thời điểm đó. Cuộc sống của gia đình Chứ với vợ và bốn người con trôi qua trong yên ả và sự ca ngợi của bản làng. Nhưng trong một buổi tối định mệnh vào tháng 9 năm 1990, cuộc đời của Ma Xeo Chứ đã bất ngờ rẽ lối. Tối hôm đó, gần nhà Chứ có một gia đình tổ chức cúng ma rất lớn cho người nhà vừa mất. Theo phong tục người Mông, nghi thức cúng ma vô cùng quan trọng. Sau khi đưa tiễn người chết được 3 ngày, gia đình sẽ tổ chức các nghi thức cúng ma để linh hồn được siêu thoát. Trong buổi lễ, con cháu họ hàng sẽ tập trung tất cả lại để cúng lễ và ăn uống. Thế nhưng, Chứ không tham dự buổi lễ cúng ma vì hôm đó phải lên xã để trực công việc. Trở về nhà lúc hơn 10 giờ đêm, thời điểm này đám cúng ma nhà hàng xóm cũng đã xong xuôi. Chứ vào tới cổng thì thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhà mình, nên cất tiếng hỏi, ai đấy? Tuy Chứ hỏi rất to, nhưng bóng người kia vẫn không lên tiếng. Nghĩ rằng có thể là kẻ xấu định vào nhà để ăn trộm, Chứ lập tức chạy lại gần và tát mạnh vào mặt người kia. Bị tát, người kia bỗng bỏ chạy và cũng không nói bất kỳ câu nào. Và Chứ đã thức cả đêm để đề phòng người xấu kia quay lại. Khi nói chuyện với người nhà, Chứ mới biết rằng người vừa bị mình tát kia chính là thầy phù thủy, chuyên làm lễ ma khô rất mưu mẹo, được gia đình có đám tang mời về cúng ma. Lúc đó, Chứ bỗng nhiên sợ hãi khi tin rằng ông thầy phù thủy sẽ tìm cách trả thù, nên nghĩ ngay đến việc phải bỏ trốn để tránh phiền phức. Ngay trong đêm, Chứ đã thu dọn quần áo, dặn vợ rằng mình lên lán trên rừng ở, cần việc gì cứ lên đó mà tìm, đồng thời xách súng AK cùng lượng đạn nhà nước cấp, đem trả cho xã rồi bỏ trốn lên rừng. Người nhà biết chuyện Chứ bỏ lên rừng sống, cứ nghĩ chỉ một vài ngày sẽ quay trở về, nên hôm nào cũng mang cơm và đồ dùng lên lán. Khu lán cách nhà tới hơn 15 cây số đường rừng, nên khi Chứ lên đó sống chỉ có người nhà biết. Được một thời gian, người nhà bắt đầu cảm thấy ngờ vực về việc Chứ bỗng nhiên bỏ lên rừng sống. Mọi người lúc đó đều cho rằng Chứ đã bị ma ám, nên cả gia đình đã lên bắt Chứ trở về nhà để cúng trừ ma. Chứ dứt khoát không về và cố gắng giải thích cho mọi người về chuyện đã xảy ra, rồi khẳng định rất có thể thầy phù thủy kia sẽ quay lại trả thù. Tuy nhiên, lúc đó không có bất kỳ ai tin những lời giải thích của Chứ. Do thái độ cương quyết của Chứ, nên mọi người tập trung bắt trói Chứ đưa về nhà. Các nghi thức cúng lễ ngay lập tức được diễn ra để đuổi con ma đã ám vào Chứ. Là một người có hiểu biết, nên Chứ không tin vào việc cúng lễ đó. Chính vì vậy mà khi cúng lễ đến ngày thứ ba, lợi dụng lúc mọi người mệt mỏi, không cẩn thận, Chứ đã bỏ trốn vào rừng. Sau khi ra khỏi nhà, Chứ không quay lại khu lán khi trước đã ở, vì sợ người nhà lên vây bắt. Chứ băng qua các cánh rừng của huyện Simacai để tìm đến khu rừng già thuộc xã Thanh Bình, huyện Mường Khương. Tại đây, do không còn được gia đình tiếp tế,
nên Chứ phải tự tìm kiếm thức ăn để nuôi sống bản thân. Vốn là người địa phương, có khả năng chế tạo các vật dụng, vũ khí thô sơ, bẫy, vật dụng bắt chim thú, thu lượng mộc nhĩ, nấm hương, cây thuốc, mật ong, tự cung tự cấp kiểu người rừng. Thêm nữa, cứ mỗi tháng Chứ lại mang nấm hương, mộc nhĩ phơi khô mang xuống các phiên chợ bán, trao đổi lấy thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt. Để sinh tồn nơi rừng thiêu nước độc, trốn tránh những ánh mắt người lạ, bản thân Chứ cũng phải trả giá rất đắt, không ít lần chết đi sống lại, nhiều lần ăn nhầm quả độc, từng đánh nhau với gấu nơi rừng sâu, bị rắn cực độc cắn. Thế nhưng Chứ vẫn sống sót thần kỳ, bằng biện pháp chữa trị rất lạ lùng và không theo bất kỳ một bài thuốc nào. Chứ chọn những hang nhỏ, kiểu hầm ếch treo leo trên vách núi dựng đứng, hai đầu đều có cửa, cửa hang thường được che chắn bằng những cây to, trong hang có bếp đun, tản khói ra nhiều hướng kiểu sương mù, nhằm tránh bị người đi rừng phát hiện. Những năm tháng sống hoang dã đã dạy Chứ cách thích nghi với rừng, với thời tiết khắc nghiệt nên Chứ tồn tại như thú rừng. Việc Chứ lêu trèo như khỉ giữa rừng thiêng nước độc chừng ấy năm không hề đau ốm, giúp Chứ nhiều lần thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an. Nhiều lần, khi lực lượng truy bắt vào tới nơi chỉ thấy đống lửa đốt vẫn còn ấm, nhưng không xác định được đối tượng đi về hướng nào. Suốt gần 20 năm lần trốn, Chứ đã lập hàng trăm căn cứ dọc hơn 80 km bờ sông chảy cực kỳ hoang vu. Được rèn luyện trong 7 năm quân ngũ, từng làm chức tiểu đội trưởng, có nhiều thành tích trong bắt biệt kích, thám báo, ra quân lại làm xã đội trưởng, được phát súng, lựu đạn để bảo vệ bà con, nên Chứ nắm rất rõ các chiến thuật ẩn mình, phòng thủ, rút lui. 20 năm lần trốn, bị truy lùng gắt gao, nhưng Chứ chưa bao giờ đứng trước nguy cơ bị bắt sống. Cuộc sống của Marcel Chứ diễn ra một cách bình thường khi không có bất kỳ ai biết đến. Trong khoảng từ năm 1990 đến 1997, Chứ phiêu dạt dọc theo bờ sông Nậm Chảy trên địa phận huyện Mường Khương. Nhưng rồi Chứ cũng nhớ người thân, gia đình, nên quyết định về thăm nhà. Ngược theo sông Nậm Chảy về thăm nhà nhưng không còn ai ở đó, thôn bản đã chuyển đi vùng đất mới, không có ai để hỏi thăm. Nghĩ rằng gia đình đã chuyển về Bảo Yên, nên Chứ lại theo dòng suối tìm về. Tại đây, Chứ cũng không có tin tức gì về người thân, nên tuyệt vọng quay về khu vực xã Thanh Bình. Chiều muộn ngày 28 tháng 7 năm 1997, Chứ thất thểu về qua xã Tả Thàng, huyện Mường Khương. Thời điểm này trên địa bàn huyện, tình trạng trộm cắp trâu bò xảy ra khá nhiều. Bộ dạng lang thang của Chứ lập tức bị lọt vào diện khả nghi, nên bị lực lượng công an và dân quân địa phương kiểm tra giấy tờ tùy thân, nhưng Chứ không có, nên bị đưa thẳng về Ủy ban Nhân dân xã Tả Thàng để tạm giữ, điều tra về thân nhân, la lịch. Qua đấu tranh xét hỏi, Chứ khai tên là Sùng Lử, ở xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, là bộ đội vừa ra quân được 7 năm, không có nhà cửa, vợ con, bố mẹ đều đã chết, hiện đang sống lang thang một mình trong rừng. Nhận thấy lời khai có nhiều điểm khả nghi, do không thể xác minh lai lịch của Chứ ngay trong ngày nên chính quyền xã Tả Thàng quyết định giữ đối tượng thêm một ngày, đồng thời cắt cử 4 dân quân canh gác, giao cho tổ canh gác, một khẩu súng AK và 5 viên đạn. Tuy nhiên, đến khoảng 3 đến 4 giờ sáng hôm sau, lợi dụng lúc tổ canh gác thấm mệt ngủ thiếp đi, Chứ đã tự cởi trói và bỏ trốn, không quên lấy đi khẩu AK. Khi Chứ vừa lấy được súng và đi ra cửa, thì lực lượng canh gác cũng bật dậy. Ngay lập tức, Marcel Chứ đã dùng khẩu AK uy hiếp lực lượng bảo vệ. Khi thấy tổ canh gác quyết tâm truy bắt, Chứ đã bắn lên trần nhà một phát đạn, rồi tẩu thoát vào rừng sâu giữa màn đêm. Do trụ sở xã lúc đó cách xa bản làng, nên dù lực lượng canh gác chi hô nhưng không có ai ứng cứu. Sự việc được báo cáo xuống công an huyện Mường Khương. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được huy động nhưng không thể tìm được Chứ. Sau khi bỏ trốn, Chứ tiếp tục đến các hang đá khu vực xã Thanh Bình, huyện Mường Khương sinh sống. Nhưng từ đó về sau, Chứ không dám đến xã Tả Thàng hay những phiên chợ chính vì sợ bị phát hiện. Cho đến tháng 8 năm 1998, trong khi đi săn bắn, người dân xã Thanh Bình phát hiện có người đang nấu cơm trong hang khỉ thuộc thôn Văng Đẹt, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương. Thông tin này được thông báo ngay cho lực lượng công an xã. Như đó chính là người đàn ông trộm súng ở Ủy ban Nhân dân xã Tả Thàng, kế hoạch truy bắt nhanh chóng được triển khai. Thời điểm này, công an huyện Mường Khương cũng có một tổ công tác tại xã Thanh Bình nên lập tức gần chục cán bộ cả chính quyền, công an xã và huyện lên đường truy bắt đối tượng. Vụ giết người bằng súng AK, lực lượng trinh sát được chia làm hai mũi tiến lên hang khỉ. Mũi trinh sát gồm đồng chí Tráng Xín Trà, trưởng công an xã Thanh Bình đã tiến sát được tới khu vực hang khỉ thì thấy một người đàn ông đang ngồi ăn cơm. Một đồng chí trong tổ hô lên, ai đấy, ra đây tôi bảo. Thấy vậy, người đàn ông giật mình,
vừa vội khẩu súng AK rồi bắn liên tiếp. Nghe tiếng súng nổ, các mũi trinh sát liền rút quân xuống phía dưới rồi cử người về huyện báo cáo. Lực lượng công an huyện Mường Khương lúc đó đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng để truy bắt đối tượng. Khi lực lượng công an lên tới hang khỉ, thì chỉ thấy đống tro vẫn đang nghi ngút khói trong căn lán nhỏ. Mọi người cũng phát hiện đồng chí Tráng Xín Trà bị bắn một phát xuyên từ bụng lên mang tai, nằm chết dưới chân vách đá. Tuy các mũi trinh sát đã lùng tìm ngay trong đêm, nhưng bóng dáng đối tượng đã mất hút giữa đại ngàn mênh mông. Đối với lực lượng công an tỉnh Lào Cai, cái chết của đồng chí Tráng Xín Trà đã đưa vụ án vào giai đoạn cực kỳ phức tạp, vì vào thời điểm đó, tại khu vực biên giới đã có nhiều vấn đề nảy sinh. Giám đốc công an tỉnh Lào Cai huy động lực lượng truy bắt lên đến hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc. Đến ngày 11 tháng 8 năm 1998, chuyên án 898G được thành lập để tập trung phương tiện điều tra. Vì đây là vùng núi cao rừng sâu hiểm trở, chưa có đường đi như bây giờ, nên cần chọn những phương tiện phù hợp với địa hình. Qua sàng lọc các đối tượng, ban chuyên án đã đưa Marcel Chứ vào diện tình nghi số 1. Ban chuyên án cũng xác định, từ mô tả của người dân, thì Sùng Lử, người trốn khỏi Ủy ban Nhân dân xã Tả Thàng chính là người đã bắn chết trưởng công an xã Tráng Xín Trà. Tiến hành giám định vỏ đạn tại hiện trường vụ bắn chết đồng chí Tráng Xín Trà cũng cho kết quả trùng khớp với vỏ đạn khẩu súng mà đối tượng lấy của công an xã Tả Thàng. Từ tình tiết hắn khai đi bộ đội được 7 năm, ban chuyên án đã rà soát toàn bộ những người đi bộ đội có thời gian 7 đến 8 năm dọc hai bờ sông Nậm Chảy thuộc hai huyện Mường Khương và Sinakai. Qua xác minh tại thôn Phìn Chư 1, xã Nàn Xín, huyện Bắc Hà, Lào Cai có một đối tượng là Marcel Chứ, sinh năm 1954. Đi bộ đội từ năm 1976 đến 1982 rồi ra quân làm phó chủ tịch xã Nàn Xín, năm 1990 làm xã đội trưởng và sau đó Chứ bỏ lên rừng không rõ lý do. Ban chuyên án xác định đối tượng lấy cấp súng ở Tả Thàng và đối tượng bắn chết trưởng công an xã Tả Thàng là một và đó chính là Marcel Chứ. Với quyết tâm truy bắt bằng được kẻ thù ác, bằng các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm ở hai huyện Mường Khương và Bắc Hà. Lực lượng công an đã thu được thông tin một số người làm nương ở hai bên bờ sông Chảy, người đi rừng săn bắn, có gặp một người đàn ông đeo súng AK. Khi gặp người này, họ đều bỏ chạy. Suốt từ năm 1999 đến 2000, trong khu vực rừng già có hiện tượng lạ như các lều nương bị mất thức ăn, đồ dùng sinh hoạt, khiến cho quần chúng nhân dân hoang mang lo sợ, không dám đi rừng một mình, làm tình hình an ninh trật tự trở nên bất ổn. Suốt 10 năm người rừng chưa bị bắt, không người dân nào dám đến gần khu vực dọc hai bên bờ sông Đậm Chảy. Do sự thiếu hiểu biết của bà con, phần vì mối quan hệ thân tộc, dân tộc, anh em họ hàng nên lực lượng truy bắt gặp rất nhiều khó khăn khi thu thập tin tức, việc truy bắt cũng thường xuyên bị lọt thông tin. Bởi vậy, dù thỉnh thoảng bà con dân bản đi săn bắn, vẫn gặp người đàn ông khoác AK lẩn khuất trong rừng, nhưng cũng vẫn hoang mang lo sợ, dẫn đến mất ổn định an ninh trật tự. Việc không bắt được đối tượng khiến cho lực lượng công an tỉnh Lào Cai như canh cánh một món nợ, bởi rất có thể đối tượng sẽ gây án bất kỳ lúc nào. Ngày 31 tháng 1 năm 2010, người dân xã Thảo Chư Phìn, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai bất ngờ phát hiện người đàn ông có nhiều đặc điểm giống người rừng bị truy nã đang đi bộ ở khu vực thôn Thảo Chư Phìn ra phía bờ sông Chảy. Ngay lập tức, tin này được báo tới trưởng công an xã Sùng A Dín. Một mặt báo cho Ủy ban Nhân dân xã để xin thêm lực lượng, một mặt Sùng A Dín cùng dân bản bám theo dấu vết của người rừng. Là người ở địa phương, hiểu thói quen của đồng bào dân tộc trong vùng, nên anh Dín đoán người rừng khi xuống chợ sẽ cất súng ở rừng và trong điệu, có thể chỉ có dao, nên quyết định chặn lại để kiểm tra. Nhưng đối tượng lập tức rút dao ra và nói, tao chỉ đi chợ, không làm gì mà bắt tao. Đứa nào vào tao giết. Tay lăm lăm con dao sắc lẹm, y tiến theo lối hướng về phía bờ sông Nậm Chảy. Lúc này, trưởng công an xã Sùng A Dín và mọi người vẫn kiên quyết bám theo. Người rừng liền quay ngoắt lại, vác dao chém thẳng vào anh Dín. Do đã chủ động đề phòng từ trước nên Sùng A Dín đã tránh được nhát dao chí mạng. Đúng lúc này, lực lượng huy động của Ủy ban Nhân dân xã Thảo Chư Phìn tới ứng cứu. Nhanh như chớp, người đàn ông này đã tháo chạy vào rừng, vừa chạy y vừa vung dao chém về phía những người truy đuổi. Chạy được khoảng vài cây số, y đã bị quật ngã và bắt sống. Trên đường áp giải về, y khai tên Marcel Chứ, ở xã Nàn Xín, từng đi bộ đội. Sau khi bố mẹ và vợ con đã chết thì y phải bỏ vào rừng sống. Nhưng khi được đưa về đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, Chứ không nói gì, mắt nhắm tịt, nằm thu lu bất động. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Lào Cai đã xin ý kiến ban giám đốc, di lý đối tượng về trại tạm giam công an tỉnh để trực tiếp điều tra. Khi mới về trại tạm giam của công an tỉnh Lào Cai, Marcel Chứ lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi,
tìm cách chui xuống gầm ghế hoặc sàn nhà, người co rúm lại, ủ ớ không chịu ăn uống gì. Ở rừng nhiều, ăn khoai sống và củ mài, ngô sống, uống nước lã suốt hai thập niên, giờ được cán bộ cho ăn cơm có đường có mỡ, những thứ trong rừng không có là chứ bị đau bụng đi ngoài. Phải mất hàng tháng trời, chứ mới ăn được đồ như người bình thường. Việc người rừng không ăn uống được bình thường, chỉ ua ra hiệu là một trở ngại lớn đối với các cán bộ quản giáo, điều tra viên và toàn bộ ban chuyên án. Đã có nhiều cuộc họp của toàn ban chuyên án được tổ chức để bàn về vấn đề này. Ai cũng biết chứ là người rất tinh danh, có kiến thức, sống 20 năm trong rừng rậm, thích nghi rất tốt với tự nhiên, sức chịu đựng dẻo dai, nhiều lần đánh nhau với gấu, nhiều lần bị rắn kịch độc cắn nhưng vẫn thoát chết thần kỳ. Suốt thời gian sau đó, tiếp xúc với cán bộ quản giáo và điều tra viên, dù rất hợp tác, nghe được tiếng người nhưng chứ cũng chỉ gật và lắc. Vài tháng sau khi ở trại giam, chứ đã được đưa về rừng phục vụ công tác thực nghiệm điều tra. Đường đi đều men theo vách đá treo leo hiểm trở, khe suối dựng đứng, từ trên đường nhìn xuống, sông lậm chảy như một sợi chỉ. Khi xuống chân người nọ chạm vào mặt người kia, chỉ cần trượt chân là rơi xuống vực. Suốt nhiều ngày ròng rã, có hang đi cả ngày mới tới, nhiều cán bộ không đi nổi, phải ngồi xe trâu nhưng chứ vẫn thoăn thoắt không biết mệt. Nơi chứ ở là những hang đá tai mèo, nằm vắt vẻo bên sườn núi, nhiều nơi bàn chân người chưa hề bước tới. Nơi ở lâu nhất của chứ cao 15-16m phải leo bằng dây mới lên tới được. Trong hang có rất nhiều bẫy chim, bẫy thú do chứ tự làm, xương chim, xương thú, lông thú chất đống trong hang. Chứ còn nuôi cả ong lấy mật để bồi dưỡng sức khỏe, chống chọi trong mùa đông khắc nghiệt nơi rừng hoang, còn vót che làm lồng bẫy chim họa mi, trào mào về huấn luyện làm bầu bạn. Trong lều, còn có cuốn sổ tay được đựng trong ống nứa, ghi chép lại những sự kiện quan trọng. Thậm chí, chứ còn giấu ba khẩu súng ở ba hang đá sâu hoắm, mỗi cửa hang đặt một cái bẫy sắt to như ngón chân cái, có thể giết cả voi, cả hổ để bảo vệ, đề phòng bị tấn công bất ngờ, khiến các điều tra viên cũng hết sức ngạc nhiên. Chứ còn dẫn lực lượng chức năng đi mấy trăm km đường rừng về hang khỉ, nơi anh ta bắn chết trưởng công an xã Tráng Xín Trà, về các căn cứ của chứ dọc sông Nậm Chảy phục vụ công tác điều tra, thực nghiệm hiện trường. Làm từng ấy việc, nhưng chứ vẫn chưa hề nói câu nào, chỉ ra hiệu. Khi thu lại được khẩu súng, qua khám nghiệm xác định chính là khẩu súng chứ lấy cắp tại Ủy ban Nhân dân xã Tả Thàng và bắn đồng chí Tráng Xín Trà. Đại tá Giàng Lê Bao, khi đó là Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã mặc quần áo người Mông, nói tiếng Mông, trực tiếp vào trại giam gặp Ma Sáu Chứ. Khi mới bị bắt, trời rất lạnh nhưng chứ vẫn quen với lối sống hoang dã. Phải sau hơn một tháng ở trong buồng giam, đồng chí Nguyễn Minh Thắng, khi đó là Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai mới phát hiện thấy chứ nằm co ro, có vẻ rất lạnh, lập tức anh cởi chiếc áo của mình cho chứ mặc. Sau đó, anh về nhà nói với vợ mua 1kg thịt rồi rang chín mang vào trại cho chứ ăn. Có lẽ cảm động trước tình người, sau 20 năm sống cùng muông thú, chứ đã thoát khỏi trạng thái người câm, buột miệng nói với một phạm nhân cùng trại giam, thịt này thì ăn trước đi, không để được lâu, còn lạc để sau ăn. Mà sao chứ đã nói chuyện, nhưng làm sao để chứ khai và nhận tội vẫn là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với ban chuyên án. Đại tá Giàng Li Pao kể rằng, trong suốt cuộc đời làm án, ông chưa gặp đối tượng nào ngoan cố như chứ. Điều này đòi hỏi ông phải suy tính thật kỹ lưỡng, tìm biện pháp để khơi gợi phần nhân tính trong Ma Sáu Chứ, để anh ta hợp tác với cơ quan điều tra. Vậy nên ông đã cho tìm người nhà của chứ đến trực tiếp gặp anh ta. Khi nhìn thấy mẹ của mình, chứ đã bò xuống sàn nhà, ôm bắp chân mẹ già, lần tìm vết sẹo nơi gót chân của bà. Mẹ chứ vừa khóc vừa nói, mày là thằng chứ, tại sao mày không nói, mày đi đâu bao năm nay giờ mới trở về. Thằng chứ, tao tưởng mày đã chết 20 năm nay rồi. Sau cuộc gặp gỡ ấy, suốt hơn 3 tháng đấu tranh, chứ đã khai nhận toàn bộ việc đã cướp khẩu súng tại Ủy ban Nhân dân xã Tả Thàng năm 1997 và bắn chết đồng chí Tráng Xín Trà năm 1998. Ngày 1 tháng 3 năm 2010, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đưa đối tượng ra xét xử về tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ và tuyên án chung thân. Hiện chứ vẫn đang thi hành bản án. Chặng đường lẩn trốn gần 20 năm của người rừng Ma Sáu Chứ đã kết thúc trong sự nỗ lực hết sức của lực lượng điều tra. Bạn có suy nghĩ gì về vụ án? Hãy viết lại dưới đây những lời bình luận của mình. Để kênh được phát triển hơn, xin hãy ủng hộ bằng cách đăng ký và chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.